Thưa bạn, bản tin liên quan đến Adam Sào. Adam Sào sau khi Sào để có cái chức vụ quan trọng ở Hạ Viện. Giờ ông ta tiếp tục quyết định là sẽ Sào lên tới Thượng Viện tại tiểu bang California. Sào đã thua Katie Porter trong một cái polling mới. Một cái thăm dò ý kiến. Dân biểu Katie Porter của California dường như đang giành được lợi thế trước nghị sĩ Adam Sào trong cuộc đua đầy tranh cạnh tranh của đảng Dân Chủ cho chiếc ghế thượng viện của thượng nghị sĩ Dianne Feinstein, người mà đã nuôi dưỡng một gián điệp của Trung Cộng là một tài xế hơn 24 năm. Trong một cuộc thăm dò ý kiến mới nhất từ Viện Chính sách công của California, bà Porter đã dẫn trước ông Schiff 3 điểm. 19% cử tri có khả năng ở California ủng hộ Porter, trong khi 16% thích ông Sào hơn. Khi được hỏi sẽ cân nhắc bỏ phiếu cho ai, bất kỳ cái đảng phái nào, đáng chú ý vị trí vẫn đầu nằm trong vấn đề sai số. Trong khi đó Barbara Lee là 13%, cái bà này là cái bà da đen mà cái bà muốn 1.500 tỷ là nhiêu tiền nó để trả cho cộng đồng người da đen đó quý vị. Vào cái trong cái nguyệt thứ hai của 2023, Adam Sào tiết lộ rằng ông đã thu vào số tiền kỷ lục là 8 triệu đô la. Đảng viên đảng Dân Chủ California bị các đồng nghiệp của đảng Cộng Hòa ở Hạ Viện chỉ trích vào cái tháng trước, điều mà ông ta trở thành một cái điểm để có thể kiếm 8 triệu. Cuối cùng nó được đền đáp, được tích lũy 144 nhà tài trợ độc nhất, tương đương với 223.000 khoản quyên góp từ 50 tiểu bang và 58 quận của California. Gần như tất cả các khoản quyên góp của ông ta dưới 200 đô la. Bà Porter bản thân cũng quay quỹ phi thường. Nhớ cái Porter không đợi gì khi thật sự nhóm ông Sào và thay thế đã thuyết phục những hoạt động dân chủ. Và bà ta vẫn tiếp tục dẫn đầu. Nhưng mà đặt giữa bà Porter và Adam Sào, bây giờ tôi cũng biết như thế nào, nhưng mà trên thực tế tôi nghĩ bà Porter bé là hơn Adam Sào rất nhiều. Adam Sào cái mặt đất sào, nó biết được rằng cái câu chuyện Trump nghe là hoàn toàn sai cái sự thật. Nó sử dụng cái chương trình của CNN, MSNBC để tiếp tục đưa những cái thông tin giả trên CNN, MSNBC và cho rằng là ông Robert Mueller có những cái chứng cứ cụ thể để chứng minh ông Trump đã phản quốc, để nghe lời nước Nga, để trở thành một tổng thống của nước Mỹ, vân vân. Mà đó là bản tin nhắn chào tạm biệt.